Hi, hello anh em và chào mọi người quay trở lại với channel sĩ Z. Và hôm nay chúng ta sẽ xem lại một trận mình đã đánh lúc nãy nhỉ. Ok, và chúng ta có Lumbua 2 này. Mình bán hai con này đi, mình sẽ giữ được 4 vàng. Nếu mà thêm nữa mình có thể lên được, nếu mà lên được 10 vàng phát này mình sẽ không cần sao. Nếu mà hôm nay là 10 mình sẽ bán con rat đi nhé. Đây phải là 9 vàng mình bán rat đi là lên 10. Có hay kết, hay kết thì anh em có thể đánh thêm, cũng là một sự chọn khá là hay. Đây cân nhắc. Có floor này, à, uy tín này. Thì có floor mình sẽ cho 3 Noman này nhé. Cho hay kết cho floor. Bỏ hai bạn này đi chăng, ba bạn này đi. Và mình sẽ giữ lại bạn Lumbua 2 sao này để đề phòng tí nữa mình lên được 4 tướng. Bây giờ mình có thể, nếu một lựa chọn khác mình có thể bán hai bạn Noman kia, mình lên 4 tướng luôn, mình cho bạn Lumbua vào. Nhưng mà làm như thế cũng khá là tốn vàng nên là mình cũng hơi tiếc. Nên là mình sẽ không làm thế nữa. Nhưng mà tùy chiến thuật anh em, nếu mà anh em có thể bảo toàn kiểu anh em để chắc chắn thắng hơn ấy, thì anh em có thể làm thế cũng được. Bán tướng lên 4 sớm. Em ly 2 này. Đây. Cho tạo 3 bạn này đi. Bạn này trông sẽ uy tín hơn. Nhân đôi đam này. Okay, nhìn chung là vậy thôi. Nếu mà cần mình sẽ một là bán chọn này sang đây cho con rat thì sang bế sang này. Hai floor, hai floor cũng khá là khỏe. Đã tấn một phát không rồi, em cũng không giết được con vo 2 kia anh em. Chắc là mình sẽ năng đang nào cũng thua, mình sẽ bán Lumbua đi nhá. Mình để con Lumbua lại để phòng giữ chuỗi thắng thì mình sẽ chơi Lumbua thôi, nhưng mà thắng được thì mình sẽ bán Lumbua đi một thể. Tí nữa muộn Lumbua 2 cũng dễ mà. Cần mình sẽ mua. Này là chuỗi thua này. Chắc mình sẽ mất cái chuỗi thắng của mình rồi. Thôi tạm thời này. Cần mình bán con Fio hoặc là con Rat đi. Này đi. Trông mà anh có vẻ khá khỏe này. Tướng 2 hết rồi này. Dễ thua một trận nữa. Một phát. Ok. Hơi tốn tiền nhỉ. Phát này mình hơi ít vàng một tí. Bán mấy con này đi. Thế mình bán một con con này là 4 vàng này. Bán con voi đi. Bán voi và bán con văn heo đi à. Con đành vậy thôi anh em. Eco trước. Eco trước. Nhưng bù lại mình có dàn khung cũng khá là ok này. Hai con Noman 2, một con Floor. Có một cái hack kết. Không phải quá yếu. Có đồ thủ này. Đồ thủ thì thường mình sẽ suggest cho anh em là đánh thú hoặc là đánh cung thôi. Mà trận này có hai kết thì chắc là đánh thú thôi. Bạn này khá là yếu này. Nếu muốn tìm cách là mình thua thêm một trận nữa. Sợ thay cái này ra biết đủ để thua nhỉ. Thua thêm trận nữa mình sẽ khả năng xuống các top dưới ok hơn. Dễ xuống top dưới hơn anh em. 88, 88, 82, 77. Chắc là không xuống được dưới đáy hẳn đâu, nhưng mà ít nhất là có thể xuống được hạng hạng 5, hạng 6 này. Xong rồi kiếm cái đồ gì ngon ngon. Hạng 5, hạng 6. Hạng nào mình đang chuỗi thua 2 này. Thua 2 trận rồi nên mình sẽ thoải mái thua thêm một trận nữa cho nó
chắc ăn. Mình sẽ có chuỗi thứ ba và mình sẽ có thể có đồ gì không? Hạng này giết nhau thôi. Hay không xuống được bét rồi. Nhưng mình sẽ xuống được khoảng số 6, số 7, số 5. Có choi. Ok. Ba đồ. Ba đồ này thú ý uy tín rồi. Chơi bắt đầu đép vào nhé. Bắt đầu mang tướng vào đép nhé. Có thú có yon. Cũng lên đấy về. 7 con yon không ai lấy. Để đó nhé. Cần mình sẽ cho vào nhưng mà bây giờ đang mới có giáp vẽ 2 cho con yon thôi, cũng chưa có đồ thì thực sự là cho con yon lắm. Hai thương bắt đáy. Chưa đồ gì con yon lắm nên là mình sẽ để suy nghĩ đã nhé. Đấm. Ok. Chọn uy tín. Nếu mà anh em đánh kiểu không chắc ăn lắm ấy thì anh em cứ tướng khỏe vào mà đép chuỗi này nhé. Đép máu. Thế là đánh em đánh chuỗi thua cũng đừng đánh chuỗi thua sâu quá không là không cản được. Trừ khi anh em kiểu đánh thật sự là gắt nhá. Anh em căn đam các thứ quá kinh khủng đi thì không nói làm gì. Không anh em đép bình thường thôi thì bán yon đi. Bán yon xong rồi bán mua thêm một tướng nữa mà nhỉ. Đép thêm. Trước khi anh em đép cực kỳ hay và chắc chắn là kiểu chỉ mất 1-2 máu rồi ấy thì mà vẫn thua được ấy thì nghe làm chùm. Mình nghĩ chắc khó. Chưa đủ chính, không định làm trò đấy. Mình sẽ cứ phải thương khỏe thôi. Cứ tướng khỏe vào chưa chắc là ăn ai ấy. Yếu mà. In this helpless as a kitchen apple tree. Bạn lau này, chơi hai bán thần được này. Bỏ bạn VO đi à. Được. Hai con voi. Nhưng mà mình vật choi thì mình chắc mình không đánh voi nữa, chắc đánh thú ở khả năng cao. Đánh voi bây giờ xoay nhiều quá mà đồ mình chưa có xịn lắm mà. Vẫn đang chốt bài đánh thú thôi. Trừ khi có sự kiện gì nổi bật xảy ra thì mình mới thay đổi nhé. Mình không thì mình cứ đánh thú này. Ui con rồng kia thổi đẹp thế. Ui nó còn có trợ thủ nữa kìa. Hát con rồng mới thổi điêu thật. Ăn đi hết vào đấy luôn mà. Một cái truy hồn, một cái bùng nổ. Thổi vào điêu thật em ơi. Ok, có tận 5 con thú này nhưng mà vẫn chưa có một con gì thực sự để cầm đồ cả. Chưa có ma lốc, chưa có teo, chưa có gì cả. Nên khả năng mình vẫn sẽ đép bằng Noman tiếp nhé. Này ra con teo con Chrissy ngon. Sẽ này con teo mấy đồ kia cũng được. Tạm tạm được. Nhà khá lắm thú nhận này. Thiếu con correct thôi. Có hai đồ cho Yon này. Thưa đồ này thì ma tộc hoặc là teo cầm cũng ok em ấy. Không nhất thiết phải Yon. Tùy em. Lên luôn có một Chrissy cà rốt à. Mấy đồ này cho Nakot cũng được không ta. Dễ là cũng phải bán Nakot cho anh em đi, trừ khi ra một đống đồ đẹp cho Nakot chứ không mình cũng không ai lấy Nakot lắm này.
thú kẹp hạng ám à? Cũng được nhưng mà một thương trừ mana luôn, nhìn chung hơi khó. Lao bên kia thổi đẹp lắm. Floor giờ mình có Gaia nên sẽ đẹp được lâu này, khá là lâu. Lâu một liềm. Thương ngon quá này. Thương đi. Thương còn đảo chiều lối chơi một tí em. Lúc mình thấy lấy thương còn thích hơn cả lấy chi hồn. Chính phản. Phát rôn không có gì. Ok, tiếp tục eco nhá, eco lên con này vào nhỉ. Đang suy nghĩ quá em. Đang cho tạm rát này nhá, mình không biết xếp tướng thế nào fan này bây giờ đây. Còn mấy bạn để thương ở đáy thì mình chẳng. Ok, này con teo này chắc chết này. Mình cũng muốn ném thương cho con floor phết nhưng mà vô ulti quả đẹp phết nhỉ. Ok, phết này. Phát rôn này, không điều ra. Cái tụi eco lên 8 thôi, cũng chả gì. Con này bắt đi. Pick thêm 2 sát thủ. Con này cho con trông hơi kỳ nhỉ. Cho Amelie chăng. Amelie nhiều lúc đá mấy quả chí mạng cũng thấy đam điêu điêu phết nên là cũng được. Dưới nắc có một bạn đánh nắc này, hai bạn đánh nắc, trong đó có mình. Có bạn cuối là đánh nắc được, mình vẫn nắc thôi. Ok, bắt được AD này, AD xuống chém luôn này. Nắc xuống chém AD nhỉ. Chém được mấy phát, ok. Nửa cây AD. Về AD chết rồi. Khá là ok. Thế ra mình thấy con nắc cót mà nó, nếu không nó không có mana mà nó ulti thì anh em để cho nó xuống chỗ nào nhiều chủ lực rồi. Xuống chỗ nào mà có chủ lực chính rồi. Xuống nó chém thường mấy phát cũng ok, nếu mà kiểu chủ lực đấy nó không có đồ thủ quá nhiều ấy. Mình thấy cũng đau ấy chứ. Lo mất dòng dòng giữa hai dòng giữa con lau này xuống đáy à, sẽ kỳ quá nhỉ. Dòng kia thổi đau phết. Cái này được cái con voi mỹ nhiễm khống chế châu phết anh em ơi. Bảo kê rồng tốt nhỉ. Để bảo kê rồng tốt phết đấy chứ. Hai con sát thủ mình xuống chẳng làm được gì. Truy hồn luôn. Hay ấy, lúc nào mình học cái trò đấy cũng được. Cho rồng ra giữa rồi. Thấy về. Nghĩa tự tin bỏ Noman đi để lấy thú chứ nhỉ. Bỏ hẳn con này mình có thể bỏ được con mấy con Noma đi rồi lấy mấy bạn thú về cũng được rồi đấy. Nắc nhá, con nằm mê nắc tạo con Sephira đi. Rồi luôn hai đồ thủ. Máy ấy chẳng là hình thú á. Rồi, 6 thú luôn này. Ý cho vào thôi nhỉ. 6 thú rồi thì còn chờ đợi điều gì nữa nhỉ. Này nó tạo cho con Crab này đi.
Receive vào. Thế cho floor vào cũng uy tín nhỉ. Này cha. Cho mấy cái thương để lên trên. Phoenix cản con Nakot. Chắc vậy. Phen peo này. Ok. Trôn đẹp đấy bạn ạ. Trôn vào người á. Này thì con Chrissy và con Teo mình sẽ có hai Gaia tanh cũng khá là ok. Để được cái ra đồ thủ ngon nên là mặc dù tướng môn hơi mỏng ấy, nhưng mà sống được là được. Chẳng cửa đẹp này trâu quá vậy. Dài quá nhỉ. Chắc là thêm một sách thánh ấy. Một sách thánh luôn. Này tạm này cho con này đi. Này cho con sách thánh cho con Teo nhé. Mình giữ lại hai kết để về hai kết nó kích nhiều đam phết cho con cho cái ulti con Teo này mình sẽ giữ lại. Hai kết cho con Teo PC 2 có Malok floor này bỏ này. Ui Malok 2 luôn này. Thì cho Malok vào thôi. Malok vào luôn. Thương này thương cho Malok à. Thực ra choi cho Malok ok hơn anh em ơi. Choi Malok ok. Nhưng mà Gaia này cái này nó lại hơi cho con crack cũng nhìn cũng hơi thừa thọt tí. Anh em phải bỏ kia mấy con chủ lực ấy, nhưng mà để đầu thủ cho con crack này thì cũng hơi biết cũng được thôi nhưng mà nó không tối ưu lắm rồi. Cân nhắc này xem chỉnh sửa nào nhé. Mình cho con Malok mình cầm cái Gaia cơ. Có Teo 2 luôn à? Nhà xịn phết nhỉ? Hey, khả năng mình sẽ ném cái thương này cho con... này, cho mấy con... thương cho này, cái này cho con Malok nhé. Cái này ok hơn, Malok sẽ đi bộ lên này. Còn con cát ở đây này. Con cát cầm chi hồn có choi à? Căng phết nhỉ? Mình thể chạy sang góc kia, mình chạy sang góc kia để gặp hai thương à? Cát à? thương chứ nhiều nhà quá không chạy được anh em ơi. Để góc này mình sẽ nghĩ sẽ ok hơn để cái con hay lên tay ngắn à, con hay lên tay dài kia đi lên trên nhé. Không vẫn có nhà bắt mình à? Ô sao nhà này bắt được mình nhỉ? À? Theo mình sẽ bắt ra chỗ đấy được nhỉ? Này bắt góc đáy bên này nhưng mà không bắt được à? Này hai thương, bạn hai thương à? Hai thương bắt. Đấy, không ngờ có thể bắt được con Teo mình thật. Nhìn cái này. May thế nhỉ? Chơi game mà may thế nhỉ? Con cát một thì cũng ngon hơn này. Có sách thánh có choi đúng không? Sách thánh có choi. Cái này cho tạm con cát hơi kỳ nhưng mà thôi cũng dùng tạm cũng được này cho con correct. Tốc đánh này cho con Teo. Này trắng. Cát thì tanh nó sẽ uy tín hơn là con Malok. Gây đam thì thực ra mình nghĩ thì nghĩ cũng ngang nhau thôi, gây đam thế này cũng ngang nhau thôi nhưng mà tanh bằng con cát sẽ trâu hơn. Chết thêm hai con thú nữa là ngon này. Rồi luôn, bọn này chắc đi. Không khác được. Phải đi. Nasaki chia tay 6 con Malok 5 con Malok còn 6 con này. Này là Malok 3 nhỉ? Làm trận Malok 3 tí nhỉ? Trận này Malok còn có 2 kết. Ừ cũng ok. Lúc đầu mình định nghĩ cái thương với cái thên với cái à đâu thương cái hay kết với là choi kia mình ném cho con cuốn thêm một gì đấy thôi nhưng mà nếu trận này Malok 3 là cũng là dùng mấy cái đấy cũng được anh em. Ok phết đấy. Hay kết.
Tiêu 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 tiêu. Chỗ này mình roll khá là đỏ nên mình sẽ eco lên ô của tăng sao luôn này. Khả năng bán một con Vera này đi chăng? Con Bell này chăng? Chết 40. Chỗ này mình roll khá là may nên mình sẽ eco lên sớm này. Nghe trận nào không may thì anh phải roll tiếp thôi. Mà cái này đi, không có cái thương bắt sang bên này. Ôi bạn này mà khác, để thương bắt sang bên này, mình sẽ để con cát lên trên đợi bị bắt nhé. Sẽ bắt con kêu cờ đọt mình đi phòng. Con cát lên trên thì cũng được, không sao. Ở đây ví dụ như bạn này này, bắt con cát mình đây là ngon. Red nộ phát rồi, nộ xấu luôn. Con cát nhảy được teo, giết được con Narcos này này, giống như với truy hồn chúng ta. Cát nhảy được, con cát nhảy được tiếp này. Ok không anh em? Trông ok, trông lực điền phết nhỉ. Như đấy. Thế là mình sẽ cân nhắc lên một con Teo 3 và một con Malok 3 nhé. Tùy xem con nào ra trước. Xin cái truy hồn, giáp bộ mệnh ngon. Hai Gaia rồi, chắc là lấy truy hồn rồi. Có truy hồn luôn, yên tâm thế nhỉ. Yên tâm thế nhỉ anh em nhỉ. Ma lốc nữa này. Ok, thế cần thiếu một con ma lốc nữa thôi là đủ 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 bộ này. Mình sẽ eco từ từ lên 9 để mình lấy 3 ma tộc vào nhá. Xong rồi mình sẽ lên con ma lốc 3 là vừa. Đưa đi đúng quỹ đạo anh em ơi. Không gì sai cả. Bắt được con teo này. Ma lốc này. Lốc này vẫn trong đáy bên kia thôi. Cát nhảy à, cát kia có truy hồn này. Trông cũng đáng sợ phết nhỉ. Quét nộ được con rồng bên kia này, nhưng mà con cát bên kia truy hồn. Sao có thể con teo mình bắn đi linh tinh. Con teo mình cầm truy hồn mà nó bắn linh tinh lâu ấy nhỉ. Bắn mãi đến con cát bên kia. Mãi sao phải bắn sang con cát bên kia mà nhỉ. Đấy, con cát mình chết xứ rồi, chả giáp một mệnh, chả có liềm gì hết nó. Lên lên luôn thôi. Ma lốc vào này, con Vera vào. Xếp tạm này nhá, chưa check nhà được. Xếp tạm này, thường mình mới qua mấy pha không kịp check nhà, mình sẽ xếp tạm thế này thôi. Nghĩ thưa thế này cũng khá là khỏe. Đế này thì deck cũng khá là toàn diện. Này mình xem ba lốc đồ đi. Kết đồ à, lát tí này, này cũng được. Được thương con cát bên kia, vừa gặp bạn này rồi, con cát thương bạn này để kỳ đấy, bạn này để kỳ ấy, này để teo bắn thẳng à, teo bắn thẳng góc này à, cũng hay đấy, chiến thuật cũng ok đấy chứ, có ngày một chiến thuật hay anh em ơi. Thẳng, nhưng mà nghĩ teo này không có chi hồn à. Teo sống nhăm răng từ đầu đến cuối luôn này. Gần như từ đầu đến cuối. Xuyết đi. Mày đen. Chị này xếp hóa ảo phết. Mình học thử nhé, hôm nào mình học thử. Nhưng mà trận đấy chắc là kiểu không có liềm mới làm được thế thôi nhỉ. Không có liềm nó mới làm được cái trò đấy thôi chứ. Có liềm chắc hơi khó. Bình tĩnh này. Tăng hơi vội. Ok. Quên chưa kịp cho teo vào anh em ơi. Cho teo vào lại phải ném đồ cho teo nữa. Hơi cồng kềnh. Cho tạm vào lúc 2 rồi cho yên tâm. Con cát bên kia mình chết sớm nhỉ. Ô, chuyện gì xảy ra bên con cát bên kia của mình nhỉ. Sao nó chết sớm vậy. Hay phải mình không kịp nhìn luôn. Ok, chắc mấy bạn đi rồi. Kịp nhìn đấy.
Ta đã chưa còn đây. Ok, mua tạo này mình nhé. Cho con thay này vào tạo đi cho con vào. Mà đừng đỡ chôn. Chôn Việt Nam, chôn Việt Nam. Sáu. Và cái trận này chắc ăn hơn thì mình có thể lên con Von Cát 2 rồi mình từ từ roll lên con Ma Lốc 3 cũng được. Còn con 29 máu cũng hơi vội. 29 máu cũng hơi vội đấy. Ma Lốc 3. Nhốt mình thấy con Von Cát 2 lên 2 nó cũng hơi hơi lỗi này. Mình có thể lên con Cát 2 cũng uy tín. Thêm để tăng tướng thì mình sẽ thêm con Thane mà thôi. Không chắc mình sẽ chơi teo không có rồi. Thế thì bán hai bàn này đi này. Nhiệm vụ đầu tiên này. Tìm một con ma lốc có à. Ok, đồ này cho con teo nhé. Truy hồn cho con teo nhé. Động đánh cho con teo. Tạm thế này. Ma lốc mày bay đi. Này. Này này. Này. Fenix đứng ở dưới một thạch tăng tướng không? Ê, có Ma Lốc 3 này. Vội vội anh em ơi, vội. Vội lắm rồi. Chữa không tàn, tạm lại cho con. Mình muốn em cái vuốt không tàn này cho. Để cho con Teo à, này cho con Vera này. Hai con Teo cầm nhiều tốc đánh ngon hơn nhỉ? Anh em nghĩ sao? Hai kết cũng ngon, hai kết cũng ngon cho nó. Con cát nhảy được bên kia này. Con cát công của này điêu quá. Teo này. Cái bạn này chắc đi. Đem bạn này gặp mình chứ bạn này đánh hay. Thằng lấy thêm truy hồn đi. Nhiều truy hồn đánh nó dễ. Thế thì cái thương này nó mình ném cho con Von Cát à? Con này cho con Malok à? Cũng được, nhìn trông nó cũng hài hòa. Con cát sẽ đi xuống. Có Ma Lốc 3 tanh cũng khá là uy tín. Thế để Ma Lốc 3 là tanh thôi. Tìm được con cát 2 nữa thì ngon. Chưa tìm được rồi. Rồng này. Hương bắt đáy bên kia. Con cát này. Này tạm đi nhá. Thôi không cần chạy này. Ma Lốc đứng tanh góc này. Hoặc là mình có thể cho Ma Lốc ra giữa nhỉ. Do Ma Lốc ra giữa nó sẽ nhảy được cả con Nakot này. Nhảy được cả con Von Cát bên kia. Sao bạn ấy cũng đi. Nhưng mình sẽ cân nhắc thử cho Ma Lốc ra giữa nhé. Tại Ma Lốc 3 này uy tín lắm. 3 này uy tín lắm. Ok, một bạn phải đi. Này cũng thua mình này. Nhưng mà Ma Lốc mình không có choi, nếu mà cho choi Ma Lốc thì nó mất một cái đồ cũng hay lắm nhỉ. Mình muốn giữ mấy cái đồ kia cho con Ma Lốc phết. Mấy đồ kia cho Ma Lốc trong đồ nào cũng ngon. Đồ nào cũng ngon anh em. Em không có con cắt 2 rồi. Nóng tìm con cắt 2 cũng thấy. Thên, rồng, na cờ rốt. Mình chuyển sang góc này chăng? Góc này đi. Mày phát nhé, cho Ma Lốc đứng giữa nhé. Cho con này đứng đây đi. Trên. Thì cái thương kia bắt xuống con kia rồi mới gặp con thên của mình. Thao bổ con thên mình, bổ thên mình sáng mai luôn. Thì Ma Lốc này một phát này, mà ban đùm bên này chôn cũng hay này. Ban đùm bên đấy quả đấy chôn chôn cũng đánh giá mình đánh giá là ok ấy. Nhiều lúc vẫn chưa biết tận dụng cái sức mạnh của con Ban Doom ở đâu nhưng mà tại vì nó chôn quá mà nó chôn quá nhưng mà mình nhiều lúc mình thấy sức mạnh của nó cũng à diệu phết. Theo ba chắc mình không đam mê lên lắm đâu, hết tiền lên con mắng ba là quý giá lắm. Ok, hết hết sức mạnh, hết ngưỡng sức mạnh. Nakazot
Mình để thế này thì dễ, bạn này có thể đổi cái con thên bạn ấy sang góc bên kia xong rồi đập lại mình ấy. Sợ trường hợp đấy xảy ra thôi. Bắt sừng rồng, là rồng để giữa à? Bắt con nắc cũng được. Bắt con nắc về. Ok, con cát nhảy góc đấy cũng khá là ok này. Hai nhảy. Ui rồi, ma lốc nhảy phát đi luôn. Bạn để con rồng ở giữa bị con ma lốc mình ăn nhảy buồn cười nhỉ. Nó thứ để giữa là cũng ok, vì chứ không để góc vào đấy thì con cát mình bế con rồng lên nó còn điên hơn. Nhưng mà rồng sai thì thôi đúng rồi, không khác được. Thế ok rồi. Thế thôi, nhưng mà vậy thôi, biết mình đến đây cũng kết thúc rồi. Nếu em thích cái clip trên thì hãy like, subscribe và comment xuống phía dưới những góp ý các bạn thể giúp mình phát triển kênh nhé. Bye bye.